Mình tên là Phan Nguyễn Minh Trang. Mình vừa mới nhận được visa du học Canada. Mình cảm thấy là vui. Khoảng 20 mấy ngày thì mình đã nhận được visa. Giờ mình cũng cảm ơn công ty Ngân Đại Dương để giúp mình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bổ sung những cái thiếu để mình có thể nộp vào suôn sẻ. Mình qua Canada sẽ học trường Vania. Ở Việt Nam thì mình đang học ở trường Đại học Kinh tế Tài chính, ngành quản trị kinh doanh, và qua Canada thì mình học trường cao đẳng Vania. Học lớp tiếng Anh trước rồi sau đó mình sẽ vào cái ngành học mình đã chọn. Quá trình làm hồ sơ thì ở đây thì mình được chị Quỳnh hướng dẫn bổ sung những hồ sơ thiếu. Chị ấy hướng dẫn rất là tận tình. Trước khi được công ty hỗ trợ thì mình hoàn toàn không biết gì về những cái hồ sơ mà mình cần thiết để đi du học. Sau khi công ty hỗ trợ thì mình cảm thấy điều đó không quá khó. Mình thấy nhẹ nhõm, tự tin hơn. Mình chưa có bằng IELTS nên qua đó mình sẽ học lớp tiếng Anh trước. Cho nên các bạn nào chưa có bằng IELTS thì cũng đừng lo không xin được visa. Các bạn nào có dự định đi du học thì phải nhớ là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng minh tài chính và tự tin khi nộp vào. Chúc các bạn thành công.